Em nha và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bill Sugi chơi đấu trường chân lý mùa 4 nào. 4.5 chứ mình nhầm. Thì ngày hôm nay mình sẽ xin được gửi tới tất cả một cái meta hiện tại đang rất là mạnh nha. Nhưng mà mình cảm thấy là rất ít người chơi á, nên mình cũng đã dành thời gian mình tìm hiểu qua, cũng như là ngày hôm nay mình muốn chính thức gửi tới tất cả anh em, đó chính là bài CV Linh Hồn. Anh em đã từng nghe CV Carry chưa? Nếu như mà chưa thì ngày hôm nay anh em xin được kiểu như là tận mắt chứng kiến của con CV Carry nó cực khủng như thế nào. Thì cái bài này chơi, cách chơi nó cũng tương tự như bài Giết Linh Hồn hoặc là bài Akalin Linh Hồn á. Thì cái bài Giết Linh Hồn với là Akalin Linh Hồn thì mình cũng đã từng đăng trên kênh của mình. Anh em nào mà muốn xem lại hoặc là muốn tìm hiểu thêm về những cái meta đó thì có thể bấm vào phần video của mình xem nha. Mới đăng này thôi nè mà. Và bài này vẫn còn xài được trong rất là nhiều meta khác. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính, đó chính là CV kết hợp với 4 linh hồn. Thật sự là cái bài này mình cảm thấy rất ít người chơi. Mình không biết tại sao là ít người chơi, nhưng mà mình cảm thấy cái độ mạnh của nó cũng trên mức tầm trung đó anh em à. Có thể nói là mạnh, khắc chế được những cái bài meta đang rất là hot hiện nay luôn á. Những cái bài tăng hoặc là những cái bài rồng hoặc là những cái bài pháp sư á, thì cái bài CV linh hồn này hầu như đều có thể khắc chế được hết. Rất là bá luôn. Ít người chơi thì mình nghĩ thứ nhất á, một là người ta chưa biết sức mạnh của cái bài này, hoặc là thứ hai á, là người ta kén cho cái bài này tại vì đồ nó khá là rất là còn nhiều cung ở đây mà, và cung trong cái meta hiện tại nó đang khá là hot, nên mình nghĩ là người ta kén đồ thôi. Thì khi mà em chơi cái bài này á, hai cái đồ bắt buộc mà phải có chơi CV nha, để cho mà có thể carry được cái team này, thì đó chính là một cái đại bác và một cái cung xanh. Nhưng mà nếu như anh em không có đủ cung gỗ và vẫn muốn ghép thì trong hai món đó thì mình luôn ưu tiên là cung xanh nha. Tại vì đại bác chỉ là cái món phụ trợ giúp cho con CV nó đứng ở một góc đó anh em ơi. Nó bắn hết toàn bản đồ với lại là không bị hụt, kiểu như là Timo rồi các kiểu thôi. Thì là một cái món phụ trợ thôi. Đây mình đã có hai cung gỗ nè. Thì lúc đầu có thì mình đã ghép luôn một cung xanh luôn rồi. Tại vì lúc đầu mình lấy cung gỗ này mà, xong rồi nó rớt ra cho mình một cái găng nữa, thì mình ghép cung xanh luôn, kiếm bé ép các kiểu rất là ngon nè. Khi mà anh em được kiếm đủ đồ cho CV rồi á, thì có món thứ ba anh em có thể ghép gọi là tùy vào tình huống nha, như là giáp thiên thần, huyết kiếm, rồi vô cực, rồi bàn tay công lý. Nói chung là những cái món đồ nào mà thích hợp cho CV là cái món đồ thứ ba, hoặc là tùy theo tình huống team bạn có cái gì thì anh em có thể ghép nha. Thì cái bài này cũng không phải là bài mình tự tìm ra nha anh em ơi. Tất cả các bài meta hiện tại mình gửi tất cả em đều được mình gọi cũng như là tìm hiểu và sàng lọc qua rất là nhiều meta của các cao thủ ở trên thế giới cũng như là Việt Nam luôn. Thì cái bài này mình cũng đã từng tìm hiểu qua những cái streamer bên Việt Nam nè, streamer bên nước ngoài nè, cũng như là cách build đội hình của họ, và mình cũng đã chơi thử vài trận cái meta này, và riêng mình luôn nha anh em ơi, cảm nhận được cái bài này rất là mạnh. Nhưng mà người ta ít chơi thì mình cũng không hiểu tại sao nữa. Tỷ lệ lọt top của nó thì cũng khá là ok mà. Chỉ cần đội hình của anh em á nha, full được 2 sao và con CV của anh em 2 đồ chuẩn thôi, thì chắc chắn luôn lọt top 4 anh em ơi. CV đồ chuẩn và đội hình full 2 sao lại chắc chắn là lọt top 4. Còn nếu như mà đội hình anh em chuẩn nữa và CV 3 sao mà đồ chuẩn nữa nha anh em ơi, thì cái top 1 là nằm trong bàn tay của anh em đó. Chủ yếu là lúc cuối game thì anh em xếp đội hình như thế nào thôi. Tại vì bây giờ những cái lúc quan trọng cuối game đều là dựa vào cách xếp đội hình của anh em có thể lọt top được hay không đó. Còn trang bị là tướng nó một phần thôi. Ok, thì khi mà anh em đã lấy xong đồ cho CV, còn những món đồ phụ thì anh em có thể ghép cho King Red, hoặc là ghép cho những cái con khác mà 3 sao như là Timo các kiểu á. Thì nếu như mà ngon nhất mà có thể ghép được thì mình nghĩ là Yike rồi Blue các kiểu thôi. Thì cái đồ hình chuẩn của cái bài này là cái gì? Thứ nhất á, bắt buộc luôn nha, luôn luôn phải cần 4 linh hồn. Và nếu như anh em roll ra những cái linh hồn tinh anh á, thì anh em sẽ ghép những cái đồ hình khác. Nhưng mà bắt buộc luôn, luôn luôn phải có hai tiên phong là con Siyu với lại là con Aichot. Còn nếu như mà anh em chó đỏ, anh em roll ra được con On level 7 thì anh em bỏ về anh em xào thôi, đúc đồ thôi thôi, rất là easy mà. Ok, cái bài này khi mà anh em roll ra tinh anh linh hồn á, thì anh em sẽ cố gắng chơi 4 linh hồn và bỏ Dana ra nha. Tại vì Dana bài này rất là phế, không được cái gì cả, nó chỉ kích 4 linh hồn thôi. Còn nếu như mà anh em đã roll ra tinh anh linh hồn á, thì bỏ Dana ra luôn. Còn nếu như mà anh em roll ra CV mà thiền xạ thì anh em có thể chơi 4 thiền xạ với lại là
bún thiên xạ lại là bún linh hồn, ok cũng khá là ngon á. Còn nếu như mà CV cùng giáo thì cái đó tùy em thôi, thích thì bích, không thích thì bích nha. Nhưng mà bữa giờ mình chơi 4 trận với cái bà này thì chưa trận nào mình roll được con CV cùng giáo cả, hoặc là chưa trận nào luôn mình roll được CV tinh anh nha em ơi. Nó thường ra là tinh anh linh hồn hơn rất là nhiều, tại vì cái tỷ lệ ra linh hồn á, 4 con này á, nó rất là cao, nên thường là mình bỏ Dana rất là sớm anh em ơi. Nói chung là ra tinh anh linh hồn nó cũng khá là ngon, tại vì mình sẽ không phí một cái slot cho Dana, mình sẽ bỏ được thêm những con khác như là bí ẩn nè, như là đại sư nè, hoặc là những con tiên phong khác nè. Ok, lấy thêm một cung gỗ nữa nha, đủ đồ nè. Còn nếu như mà anh em ra tinh anh mà tiên phong á, như là tinh anh Aichot, tinh anh Siyu á, đều có thể bích được. Nhưng mà thường cái bà này á, anh em sẽ roll nó level 7, nên tỷ lệ mà ra tinh anh 4 tiền tiên phong như là Aichot, Siyu á thì nó rất là thấp. Nhưng mà nếu có ra thì anh em hãy bích liền tay luôn, tại vì nó rất là lỗi luôn á. Cái bà này chỉ cần đủ dần tăng cho CV nó bắn thôi thì mất tiêu hết tên bạn nha. Cái món đồ thứ ba thì đồ đam cũng được, đồ không đam cũng được anh em ạ. Chủ yếu là con CV này, cái nội tại của nó đã có buff thêm đam rồi, với lại là tốc đánh cực kỳ nhiều đến từ cái linh hồn này. Timo thiện xạ không chơi nha em ơi, Timo linh hồn thì chơi chứ Timo thiện xạ chơi bờ cái gì. Roll nó level 7 nha, roll mạnh luôn nha anh em ơi, roll mạnh tay luôn, roll hết tiền luôn. Cái bà này thì em sẽ cố gắng chơi eco trắng, hoặc là chơi mà bán máu lấy đồ, với lại là fit máu để anh em có thể là dùng tiền á để roll hết lên level 7. Anh em nào mà chưa hiểu cách chơi này thì có thể xem lại video Akali của mình, Akali sát linh á. Mình đã có hướng dẫn sơ qua về cách chơi này rồi, đó chính là bán máu lấy đồ và cũng như là lấy tiền luôn, chơi chủ thua anh em ạ. Hãy cố gắng tích tiền ở những cái round mà anh em có thể tích, như là 10 đồng, như là 20 đồng. Nếu như mà tất cả tướng của anh em có thể bán được vừa tròn cái số tiền đó, như là anh em có 7 đồng đúng không, và trên sàn đấu của anh em có 3 đứa thì anh em bán hết luôn cho mình, tích 10 đồng để có thể tích tiền lên level 7 một cách sớm nhất. Thì cái bàn này mình sẽ roll tóc tay và mạnh tay để lên full được 2 sao cái đồ hình này level 7 nha. What the level 7 ra được Zillion nè, mắc binh rồi anh em ơi, mắc binh luôn rồi anh em ơi. Mình đang roll nút CV2 nè, cái bà này rất là cần CV2 luôn á nha. Không có CV2 thì cái bà này chỉ là tấu hà thôi. Khi nào mà đồ hình của anh em nó full được 2 sao level 7 thì anh em sẽ cố gắng tiếp tục up lên level 8. Level 8 thì nó có thể bỏ thêm con gà vào nè, con Zillion vào nè, hoặc là những con như là 5 tiền set các kiểu đó mà, tùy lắm thôi. Cái này ra tinh anh linh hồn á thì mình sẽ bỏ bớt Dana ra, còn nếu như mà ra tinh anh thiện xài con CV á thì mình sẽ bỏ thêm Samira hoặc là con Nili vào, tùy thôi em ơi. Nếu mà ra tinh anh 4 tiền thì tốt, Aichot hay là Siyu đều ok hết. Đây cái đồ hình gọi là tiểu học nhất có thể luôn á. À, đúng rồi, một cái điều quan trọng mà mình nãy giờ quên nhắc đến với anh em, đó chính là nãy giờ mình đang bất chấp mình chơi cái bà này nha. Mình sẽ nhắc lại là mình đang bất chấp mình chơi cái bà này, nên nhiều khi anh em sẽ thấy nó yếu á, tại vì cái bà này anh em không được spam nha. Phải có những cái dấu hiệu để anh em chơi cái bà này. Dấu hiệu thứ nhất á là ra đồ đẹp cho CV, dấu hiệu thứ hai á là ra tướng đẹp, còn dấu hiệu thứ ba á là ra tinh anh đẹp. Cho anh em đừng bất chấp chơi như mình nha, cái này là mình đang bất chấp mọi thứ luôn á. Tướng full một sao, đồ thì mình bán máu để mình lấy đồ, anh em biết cỡ nào rồi. Kinder Red tên anh Linh Hồn lấy luôn nha anh em ơi, cho nó nóng nè. Ok, bỏ bớt Dana ra thôi, đây. Mình roll nút CV 2 sao nó là đẹp nè, không có là thôi vậy. Đây chính là cái đồ hình mà chuẩn nhất có thể mà mình muốn gửi tới tất cả năm nha. 4 linh hồn, 3 cùng giáo, 2 bí ẩn, 2 thiền tạ và 2 tiên phong. Đây là đồ hình chuẩn nhất ở level 7 nha anh em ơi. Còn level 8 thì hên xui. Còn nếu như mà anh em ra tinh anh thiền tạ, hay là ra tinh anh tiên phong, hoặc là ra tinh anh nào đó mà mình không biết, thì đồ hình nó sẽ xoay chuyển một chút. Hoặc là nếu như anh em có thiền vàng như mình, thì tí nữa nó sẽ khác anh em ơi. Nếu mà có thiền vàng mà anh em chơi cái đồ này thì anh em sẽ cố gắng lấy thêm một cái đai lưng nữa, lộn cái giáp lưới á,
đã ghép thêm một cái tiên phong, lên level 8 đang kẹp vào là 4 tiên phong, 2 bí ẩn, 3 cuồng giáo, 2 thiên xà. Là mắc binh luôn nha. Cái này trường hợp nào mà anh em có thì vàng thôi. Tại vì cái bài này không cần phải có thì vàng nha. Nên nó rất là tiện lợi luôn á. Còn có thì vàng thì nó ghép tiên phong thôi. Trận này thì có khá là nhiều người chơi CV nên mà một người nè, mình là hai, ông này là ba nè, mà ai đều cũng lên được 2 sao hết rồi, còn mình thì chưa lên được anh em ơi. Cái món cuối này thì mình sẽ cố gắng mình lấy một á là giáp thiên thần, hai là huyết kiếm, còn ba là bằng tay công lý, còn bốn nếu như mà tên bạn có CU hoặc là cái ai chót mà mình xếp gốc á thì mình sẽ ghép khăn nha. Cái bài này mình nghĩ là chỉ sợ duy nhất cái bài sát thủ là cái chọn tường sau thôi, tại vì tăng ở hàng sau khá là mỏng á. Cái bài này thường ở hàng sau để những con linh hồn rồi CV các kiểu á, hàng sau cực kỳ mỏng luôn. Nên nó sợ như là những bài tài lon nè, bài Akali nè, bài Z nè, rất là sợ những cái bài đó nha. Nên khi mà gặp những cái bài đó, anh em nên ghép cho nó một cái giáp thiên thần là ổn nhất. Ông này Nili 3 sao đồ thế giới còn giáp vàng nữa chứ, kinh đó nha. Mình roll nốt CV 2 nha anh em. Bài này mình nói rồi, không có CV 2 tấu hài lắm. Đây rồi. Bài này mà không có CV 2 đem không đủ anh em à. Tại vì đem tất cả luôn á, đều là phụ thuộc vào con CV. Tất cả các con khác á, đều là kiểu như là búp hết. Đem chính là CV nha. Kiểu như là giống cái bài chiến tướng này nè anh em à. Đem chính là Nili, còn các con khác là búp hết. Cái bài này thì cũng tương tự như vậy mà búp mạnh hơn nữa. CV làm hết mà, CV chết là hết đem. Hôm nay Nili đồ cũng mạnh á, cũng chuẩn đó. Nhưng mà CV bắn hết. Cái đại bác này nếu như mà anh em có thì nó rất là mạnh luôn á. Tại vì nó sẽ đứng ở yên ở một góc á. Dù cho anh em xếp CV đứng ở góc cuối map luôn thì nó vẫn bắn được tầm bắn đồ nha. Tại vì cái tầm đánh con CV này rất là ảo. Cộng thêm cái đại bác này là mắc binh luôn. Mình đang rất cần đai lưng nè. Con O này rất là ngon nha anh em ơi. Lấy về là đúc được đồ luôn á. Nhưng mà mình rất là cần cái giáp lưới này. Nãy giờ cứ lộn ở đai lưng với lại giáp lưới hoài ta. Khó chịu thiệt. Rất là cần giáp lưới này nha anh em ơi. Mình đang còn vô một cái thì vàng nè. Nếu mà đánh quá nó rớt ra cho mình một cái giáp lưới này thì mắc binh. Mình giúp cho CV này một cái giáp thiên thần rồi thêm một cái tiên phong nhân tạo nên là mắc binh nha. Anh em nào xem thấy ít thì hãy đừng quên là like ủng hộ mình cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình kênh này nha. Thanh quyền rất là nhiều. Đó là nguồn động lực rất là lớn cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng và với tất cả đám đó. Ok, tích tiền nha anh em ơi, độ hình như vậy cũng ổn rồi nè. Nếu như mà thua một ván nữa thì mình sẽ roll Aichok 2 rồi CU 2 á. Còn nếu như mà không thua thì cứ tích tiền lên level 8 thôi. Tầm rao 3.5 hoặc là rao 3.6 hoặc là sang rao 4.mấy á. Nếu mà anh em đếp được bằng cái độ hình này thì anh em sẽ roll mạnh tay để kiếm full 2 sao. Còn nếu như mà anh em đã đếp được rồi á thì anh em sẽ cố gắng đếp lên 8 luôn. Để mình kiếm thêm những con khác mình bỏ vào. Cái đây là điều cơ bản mà anh em ơi. Chừng nào mà đội hình anh em đếp ổn á thì anh em mới bắt đầu tích tiền. Còn chừng nào mà đội hình của anh em nó còn chưa mạnh á, một sao nhiều hoặc là đôi nhiều á nha, thì anh em tiếp tục cần phải roll. Như cái này thì mình đã lên full 2 sao gần hết rồi nè. Kindred 2 rồi Timo các kiểu CV. Hầu như là những con mình còn lên 2 đều lên rồi. Còn con 4 tiền này lên 8 roll nó dễ đây mà. Chứ roll level này hơi khó rồi. Đồ này mình chưa ghép vội nha, anh em cứ bình tĩnh. Những con tinh anh có thể bắt được trong cái bài này, mình sẽ nhắc lại nha anh em ơi. Một á, là Timo linh hồn. Hai là Yumi linh hồn. Ba là Kindred linh hồn. Bốn là CV thiện xạ. Năm là CU tiên phong. Sáu là Aichok tiên phong. Còn Diana linh hồn á, thì mình khuyên anh em là nên chơi bà Diana luôn. Tại vì Dana ra sớm mà linh hồn nữa thì anh em chơi bà Dana luôn cho nó khỏe chứ đừng có chơi bà này nha. Còn những con như là Timo thì vẫn chơi cái bà này tốt anh em ơi. Tại vì nó kết hợp với con CV này á. Có thiền xạ rất là ok. Ok nè. Bà này rất ít người chơi nên không sợ bị giành bài lắm đâu. Trừ khi nào mà người ta chơi chung những cái bà mà chung tướng thôi. Tự nhiên cái trận này có cái ông chơi cuồng giáo đó mà người ta cần CV. Úi xời ơi, ông này chơi giấc vàng luôn mà chịu đó.
Ui, ông này thì chơi xong đấu ra ba kiếm bếp à? Hên thế nhờ. Đánh gì thì chịu. Ông này thì thiện xạ Long tộc. Đây, có người chơi 5 con CV rồi, chịu đấy. Một cái gậy nè. Một cái đai lưng nè, đai lưng cũng ổn quá em ơi. Đai lưng thì như kia thôi. 40 43 ok, chắc up 8 luôn đi. Tầm này là những cái rau gọi là sao ta? Nó nhạy cảm anh em ơi. Chỉ cần những cái rau này trong vòng 2 đến 3 rau liên tục mà anh em thắng thôi thì tỷ lệ lọt top của anh em rất là cao luôn. Nên những cái rau này là nên bung tiền nha, bung hết tiền luôn cho mình. Những cái rau này là rất là rau gọi là nhạy cảm luôn anh em ạ. Kinh red đi. Ghép hết đồ luôn nha. Tầm này là phải ưu tiên đồ thôi. Cái này chắc hiếp kiếm đi anh em ơi, còn dư nước mắt nè. CV nó quăng rồi, mình thấy ok không? CV đem rất là ảo luôn á, thật sự là mình không hiểu sao mà người ta ít chơi cái bài này. Mình xin nhắc lại nha, chỉ cần đồ hình của anh em full 2 sao và CV đồ chuẩn thì tỷ lệ lọt top 4 của anh em là rất là cao. Trừ khi nào mà anh em fit máu quá độ thôi. King Red sắp 3 luôn nè. Tại vì cái bài này mình đã nói hồi nãy rồi, anh em cần fit máu lúc đầu khi mình lấy đồ chuẩn á. Với lại là Eco trắng để lên level 7 năm roll. Thì anh em nào mà muốn liều ăn nhiều thì chơi cái kiểu đó. Còn anh em nào mà muốn chơi an toàn thì có thể là đép từ từ, xong rồi lấy đồ từ từ, xong rồi lên cấp từ từ và roll từ từ thôi. Có hai kiểu chơi mà. Mình đang sợ là sợ cái bài Talon với lại là sợ cái bài Kata kia kìa. Nhìn tổm vãi đái nè mà. Nó chỉ cần đụng được con CV của mình thôi là hết hồn đó. Đây CV đồ này mà cầm với cái đồ hình này nó quăng ác lắm anh em ơi. Đam ảo thật sự á. Cái bài này là mình đã từng xem những cái streamer bên Việt Nam nè. Xong rồi những cái bài build của người ta rồi streamer bên nước ngoài nữa. Rồi những cái trang web nữa em ơi. Mình tìm hiểu và cũng như là mình đã từng chơi thử bài này là hơn 4 trận liên tục rồi. Rất là ổn áp nha, cực kỳ mạnh luôn. Nó có thể chơi gọi là ngang kèo với cái bài gọi là Rồng Pháp Sư, rồi Rồng Thần Rừng, rồi cái bài Tám Đấu Sĩ Savannah các kiểu á, chơi ngang chiều. Đi mua hai hết nè. Mình đang cố gắng roll nốt con Aatrox là con CU2 nhưng mà không ra chịu thôi. King Red 3 nữa. Hầu như giờ người ta chơi level 8 hết em ơi. Trừ khi nào mà em xanh hoặc là giàu quá thì nó mới bắt đầu lên level 9 thôi. Bây giờ hầu như là meta này là level 8 là hết đá rồi. Level 9 là trừ khi nào mà đội hình của anh em full gọi là không còn gì để nâng cấp nữa thì mới bắt đầu tích tiền lên level. Còn như mình là phải roll hết tiền hết, lên được King Red 3 rồi Aatrox 2 CU các kiểu á thì mới bắt đầu ổn. Ui con on mắt ngon luôn anh em ơi, con on mắt ngon luôn nha. Rồi xong, mình thấy ngon ngon thì người ta cũng thấy ngon vậy. Nếu mà nó con on đó giờ mình thay con bờ ra một cái là mất binh luôn, mất gãy lốc luôn mà. Thôi cái này thôi anh em ơi. Nó cái này đã khắc chế Lily với là Kata nè, hoặc là Lee Sin nè, rất là nhiều nhà khắc chế được nè. À, nhìn con on thèm vãi luôn á, con on mình thay con bờ rôm này là được 4 tiên phong với lại là cái gì kia rồi đó, đạp đồ luôn. Một công 3 chuyện luôn anh em à, rất là sướng mà không có thì thôi chịu. Lấy cái này về thì mình khắc chế được nhà chơi Lily hoặc là Kata nè. Rồi có hai nhà chơi Lee Sin nè. Rồi có nhà chơi pháp sư nữa. Khắc chế bằng cái phút 7 này rất là ổn. Nếu như mà anh em không chó đỏ và roll được con Zillion ở level 7 như mình đó thì anh em có thể bỏ Sen vào, hoặc là bỏ những con như là Zana và Búp Đam cũng ok. Đấy, biết ngay gặp công này mà. Usamira nha, lên 2 sao thì bỏ vào chơi luôn, ngại gì.
Trời ơi, CV nó bắn gọi là mắt binh luôn, thấy chưa anh em ơi. Đội hình hôm nay là mạnh lắm luôn đó mà mình vẫn thắng được nè, kinh chưa. Những cái thời điểm này thì anh chỉ cần thắng được 1 đến 2 round thôi thì tỷ lệ on top của anh em rất là cao rồi á. CU2 Lyser. Mình đang tích tiền để mình roll CV3 nha anh em. Lên được CV3 là khác biệt lắm, mình thề với anh em. Cái bà này full 2 sao và CV đội chuẩn là lọt top 4 100%. Còn nếu như mà nó muốn top 1 là CV 3 sao là chắc ăn nhất. Còn nếu như mà nó muốn top 1 với CV 2 sao thì cần phải trình độ một tí, xếp đội hình như thế nào, rồi đồ như thế nào nữa, rồi cái lobby đó nó có mạnh hay không nữa, tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm nha anh em. Cái này CV bắn thoải mái luôn mà không có thành là đụng được CV đó. Anh em nào muốn theo dõi thêm những cái meta mới để leo rank mùa Tết này cũng như là cập nhật thêm những cái đội hình để anh em leo rank thì cứ follow cơ mình nha. Cơ mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em những cái meta mới nhất, hot nhất và sẽ cố gắng hướng dẫn cơ bản anh em xây dựng cái đội hình đó. Anh em nào chưa hiểu cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng giải thích, hoặc là những anh em nào mà trình độ cao mình thì có thể giải thích giúp mình nha. Hôm nay muốn dắt vàng thêm cái chiến tướng hay sao mà roll dữ vậy. Cái này nếu như mà mình thua thêm một trận nữa thì mình sẽ bắt đầu mình roll nha anh em. Còn nếu như mà không thua thì cứ tích tiền thôi. Còn 36 máu thì chắc chắn là phải tầm thêm 2 đến 3 round nữa thì mới đi được, còn lâu lắm. CV nice, roll thử nha anh em. Nếu mà ra được thêm một con CV nữa thì mình khô máu luôn. Còn nếu như mà không ra thì tích tiền thôi. Không ra rồi. Đó là mình cũng đang muốn roll Aatrox 2 á. Chưa lên được Aatrox 2 luôn. Zillion nữa nè. Để mình sắp tem thôi. Đừng có đá con CU này của mình bay ra ngoài mà. Ui hất tung liên tục mà. Ui hất tung liên tục mà. Ui CV không được bắn luôn á anh em. Được bắn thì hơi trễ rồi. Nó phát đúng mão luôn. Con Lee Sin đá hất tung trúng hàng khác mà trúng CV 2 lần. Rồi do gách hất tung trúng thêm lần nữa. Ây da, ảo thế nhờ. Thôi roll thôi anh em ơi, nguy hiểm rồi nè. Ở đó là hơi xui á. Lee Sin random được cái đại bác mới mình chịu luôn á anh em ơi. CV hai con nữa là lên ai chót nè. Kinder Red anh em ơi, top 3 luôn rồi nè. Ây da, Kinder Red 3. Mình đang tính nuôi AZ 2 á để mình thay vào nhưng mà không kịp. Hết slot rồi anh em ơi, phải bán thôi. CV cân được, CV cân được. CV bắn được anh em ơi, Lyser. Chưa thua, chưa thua, chưa thua. Đó là bắt đồ hình ông này cũng mạnh quá mà. Ui, ra King Red tiếp nè, ảo thế. Broom 2 nè, Aatrox 2 nó là đẹp. CV đâu, hai con đó bạn ơi. Aatrox 2 sao nè, mắt binh. CV đâu rồi? Rồi, rồi sau roll tiếp, rồi sau roll tiếp. Mình né con Kata với lại con Nili nha anh em. Ui, Nili one fucking red chết luôn mà. What the fuck? CV, CV. Ây da. Sắp đội hình hơi non anh em ơi, sắp đội hình hơi non rồi.
bị con Nili nó quăng quẻ King Red Bay chết luôn mà. Mà con thề với anh em là con Nili một đồng đến lỗi đây em vải đái luôn. Mấy chiếu thôi, mấy chiếu thôi. Mấy chiếu là khắc chế được cái nhà Lee Sin này nè. Cái nhà Nili Kata luôn nè, một đám luôn nè. Anh thề với anh em là con Nili này nó lỗi đem vải đái luôn á, tướng một đồng mạnh vật cờ lời luôn. Thấy không anh em ơi, chỉ cần đội hình của anh em full 2 sao và CV đồ chuẩn á thì lọt top là chắc luôn. CV 3 nốt nè bạn ơi, CV 3 đâu rồi? Mình nói thiệt với anh em là CV 3 là chắc chắn top 1 luôn, không nói nhiều. Một con nữa nào. Không ra chịu á. Mấy chiều. CV quăng được mà anh em ơi, quăng đam mạnh lắm á. Cây chua King Red tái quăng đam luôn. Ok top 3 liền. CV đen rồi. Đây nha anh em ơi, mình sẽ cho anh em thấy cái sự khác biệt sức mạnh của CV 2 sao và 3 sao như thế nào. Ủa hôm nay đồ hình kinh thế nhờ, 6 song đấu 3 đại sư thánh thần mà dắt đồ kìa anh em, nhìn nản chưa. Yesu nữa, Johnny 2 nữa, căng quá. Mình step đây cho Nili nó khỏi quăng nha anh em ơi. Nếu như mà gặp thôi thì Nili nó quăng này là không bao giờ được luôn á. Hồi nãy mình step hơi gà thôi, mong nên thông cảm nha. Đấy CV3 rồi đây em ơi, thấy khác biệt chưa. Úi xoài anh thấy không, đồ hình mình con hết mà CV3 là khác biệt lắm. Ok và di tất cả đến nhà tạm biệt em, hẹn gặp lại sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share một nhá. Bye bye.